Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Và hôm nay Zika Audio sẽ test một anh cả của dòng súp điện Bass 40. Đặc biệt là dòng súp điện Bass 40 thương hiệu JBL, quá là nổi tiếng trên thị trường dòng của Mỹ. Và đây là dòng được sản xuất tại Trung Quốc, và toàn bộ linh kiện và công nghệ được phía Trung Quốc mua lại và sản xuất. Vì thế mà giá thành cực kỳ là hợp lý, chất lượng thì cực kỳ là cao, vì là tất cả những cái này là đều của công nghệ Mỹ. Vâng, thì đó là súp JBL mã là 81525A bạn 40 đôi đất. Rồi, cái sản phẩm này thì bên em cũng giới thiệu rất là nhiều trên kênh YouTube Zika Audio. Rồi, hôm nay bên em ngồi nghe và test cái sản phẩm để giới thiệu đến các bác. Sản phẩm này được đánh giá trên thị trường rất là tốt. Rồi, hôm nay bên em cũng bày rất là nhiều trầm. Đây ạ. Rất là nhiều. Đây toàn bộ sản phẩm mới bên em nhé. Và bên em đã bỏ ra, bên em bày sẵn trước mặt đây ạ. Vâng, thì em chú trọng vào cái sản phẩm mà bên em giới thiệu đến các bác, đó là cái súp JBL 81525A 40 đôi đất. Đây là dòng 340 đôi đất phân khúc cao cấp dùng cho gia đình hoặc là karaoke chuyên nghiệp. Vâng, nghe tiếng trầm rất là lực. Ở cái bát 40 đôi đất lên cho các bác xem nhé. Vâng, đây là chất âm lan tỏa 360 độ. Vâng, lan tỏa rất là sâu mềm. Vâng, đó các bác, phía dưới một cái bát công suất khủng luôn ạ. Vâng, súp này công suất max của nó là 500W ạ, của anh rất uy lực. Đây là không gian 40-50m² gánh căng nét, và đặc biệt đây là được thiết kế một cái kính tường lực màu đen phía trên rất là đẹp, và vẫn còn nguyên ni lông đấy ạ. Vâng, em nhắc lại đây nhé, đây là cái mẫu súp JBL mã là 81525A 340 đôi đất. Lỗ thông hơi được thiết kế phía trước ạ. Nên có một cái gì đó rất đặc biệt ở dòng súp 40 của JBL, cái dòng này. Rồi, em thử tắt súp đi các bác nhé. Vâng, em đã tắt súp điện JBL 81525A 340 đôi đất. Và các bác nghe chất nhạc rất là mỏng. Vâng, đây là những cái tiếng trầm làm là êm tai, du tai của từng người. Vâng, nó đạt được hiệu quả rất cao. Đấy, cái
bây giờ em lại thử bật lên các bác nhá, để xem cái bài hát nó dày hơn, ấm hơn không nhá, để chúng ta so sánh và cho cái bình luận đánh giá. Vâng, để trong phân khúc gia đình mà cao cấp thì hiện tại không có một đối thủ nào vượt qua được ạ. Vâng, nghe chất âm rất hay. Bởi vì cái dòng này sở dĩ công nghệ Class B chạy rất là bền bỉ. Vâng, cũng tần đấy được phút thì các bác cũng cảm nhận được phần nào cái độ hay của cái sub JBL mã là 8152 là MA30. Vâng, bác nào muốn sở hữu cái sub trên thì hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube JK Audio. Vâng, bên em sẽ gọi điện tư vấn trực tiếp cho các bác làm sao hợp lý nhất và giá thành phải chăng nhất. Vâng, các bác thấy không? Từng đấy thời gian thôi ạ. Vâng, chất trầm nó hiện lên rất rõ. Vâng, nó làm du cái đôi tai của chúng ta sâu, êm. Tai chúng ta được cứ như cảm giác như được massage đấy ạ. Vâng, bởi một chất nhạc tinh tế, hoàn hảo. Rồi, sau đây em xin phép được dừng video một lần nữa. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video từ đầu đến cuối ạ. Rồi, sau cùng em chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công.